NASA có thể phát hiện ra các tiểu hành tinh, vì vậy có rất nhiều suy đoán về điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta phát hiện ra một tiểu hành tinh đang trong quá trình va chạm với trái đất. Một sự kiện như vậy có khả năng gây ra các sự kiện đại hồng thủy. Từ những gì chúng ta biết về sự tuyệt chủng của loài khủng long và kinh nghiệm hạn chế của chúng ta với các tác động của tiểu hành tinh. Nhưng bây giờ, có vẻ như NASA đang thực sự kiểm tra xem liệu có thể chuyển hướng quỹ đạo của một tiểu hành tinh bằng cách va chạm với nó hay không. Vào một thời điểm nào đó từ cuối tháng 11 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, sứ mệnh DART thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép sẽ bắt đầu. DART sẽ nhắm một tàu vũ trụ có kích thước bằng một chiếc ô tô và một tiểu hành tinh có kích thước bằng một sân vận động được gọi là Dimorphos, quay quanh một tiểu hành tinh lớn hơn có tên là Didymos. Những tiểu hành tinh này ở rất xa, người ta ước tính rằng tàu vũ trụ sẽ mất một năm để tiếp cận tiểu hành tinh. Tại thời điểm đó nó được cho là lao vào nó với tốc độ 6,5 km một giây. Ý tưởng là thay đổi quỹ đạo của Dimorphos xung quanh Didymos. Thời gian hiện tại là khoảng 12 giờ và DART hy vọng sẽ thay đổi thời gian trong vài phút. 5 năm kể từ bây giờ, sứ mệnh Hera của cơ quan vũ trụ châu Âu sẽ xem liệu DART có thành công hay không. Trong nỗ lực đó, ESA sẽ cố gắng hạ cánh hai tàu vũ trụ lên các tiểu hành tinh này. Nhưng điều đó sẽ phức tạp hơn, nhưng không hẳn là không thể. Nếu DART đưa tiểu hành tinh vào một vòng quay điên cuồng. Một phân tích được báo cáo trên tạp chí Icarus tiết lộ rằng một vòng quay như vậy có thể xảy ra. Mặc dù các thay đổi quỹ đạo đối với Dimorphos đã được phân tích nhưng người ta vẫn biết ít hơn về cách tác động có thể thay đổi chính Dimorphos. Khi các nhà nghiên cứu lập mô hình tác động, họ nhận thấy rằng các Dimorphos có thể bắt đầu lộn xộn một cách hỗn loạn. Nhào lộn cũng có thể làm thay đổi đường đi của một tiểu hành tinh. Lực va chạm dự kiến sẽ rất lớn, nhưng có lẽ sẽ không thay đổi ngay cách Dimorphos quay. Tuy nhiên, trong vòng vài ngày, tiếng vang từ vụ va chạm có thể khiến tiểu hành tinh bắt đầu chao đảo nhỏ dần theo thời gian. Nếu không có ma sát để giảm tốc độ, nó có thể bắt đầu lắc lư dữ dội. Hình dạng của Dimorphos và vị trí xảy ra trên tiểu hành tinh cũng có thể có ảnh hưởng lớn đến cách nó lăn. Cách duy nhất chúng ta sẽ biết chắc chắn điều gì đã xảy ra là khi sứ mệnh Hera đến, không thể nhìn thấy hình dạng mờ với chi tiết từ trái đất. Nếu sứ mệnh DART hoạt động, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể ngăn một tiểu hành tinh va chạm với trái đất nếu chúng ta có một thời gian dài để hành động. Dù bằng cách nào, các nhà nghiên cứu của NASA và ESA sẽ học hỏi được nhiều điều từ thí nghiệm này và sứ mệnh này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho trái đất. Chúng tôi đang làm điều này để có khả năng ngăn chặn một thảm họa thiên nhiên thực sự thảm khốc. Tom Stadler, nhà khoa học chương trình DART tại trụ sở NASA nói với MIT Technology Review. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.